người ơi, mọi người biết em sợ gì không? Em sợ mọi người tới nói chuyện với em nhiều, xong một ngày nào đó mọi người đi mất, mọi người không có nói chuyện nhiều với em nữa. Mọi người đi rồi chắc em buồn lắm. Em không hy vọng điều đó sẽ xảy ra đâu. Mọi người đừng đi, ở lại với em. Đây này có rất là nhiều idol. Anh sợ có chồng. Sao mà sợ em có chồng? Mọi người đi rồi thì em gặp người mới. Nhưng em sẽ không có tình cảm với người mới bằng mọi người. Suy nghĩ dễ dàng đi. Anh Kiên, em muốn đi vậy thì anh đi đi anh Kiên ạ. Muốn đi thì đi lao rồi cô ạ. À, thôi bớt bớt đi bà nội. Một là anh xin lỗi em, hay là anh bị bà lóc. Phòng anh Tuấn ạ. À, đuổi anh nó mà. Nó điêu lồn, nó điêu lồn cho nha. Đi ngủ được không? Được. Chọc ngay lúc không vui. Anh nói chưa? Anh nói là không dám nói chị hết. Tôi sẽ là đi kiếm cơm được không? Được. Anh nói là anh yêu em. Xin lỗi ạ. À, anh nói là anh không thương em. Mọi người rất là lao rồi, em không có nghe một câu nào là anh yêu em luôn á. Thiệt lao lắm rồi, chắc tầm hơn năm rồi, chưa bao giờ em nghe một câu là anh yêu em, anh thương em, chưa bao giờ có luôn. Thiệt, bây giờ nghĩ lại là mới nhớ, chưa có luôn á. Anh yêu em chưa có luôn, hình như nó mất tích luôn trong cuộc đời của em rồi hay sao á. Chữ vậy sao cho nghe xịt. Về lòm rang dưới lợi cho điều là anh bồng về em không thích. Em không cần anh bồng, anh là cái chị mà anh bồng về em không cần. Trời quên này có rồi đi em, nghe chi, nghe anh yêu em. Thì rất là lao rồi không nghe, hình như nó mất luôn từ điển rồi. Anh thương em, mọi người hay nó mà chờ. Bờ bao đâu mà bờ, cho nghe món bờ không có, chỉ cho nghe này nhi. Ơ mua. Ơ bờ thì anh kêu anh cho nghe thì anh nói đi, bỏ 36 chắc luôn đúng. Ủa bờ này bình thường là như vậy à mọi người? Đúng rồi đó, bà này bình thường là như này đó. Anh Phạm Minh Tuấn, anh xin lỗi em chưa? Phạm Minh Tuấn, anh xin lỗi em chưa? Một lời xin lỗi với hơn là lóc. Anh gọi nó anh yêu em cho bỏ thấy hồng đi. Ừ, gọi nó anh yêu em. Không, ghê lắm. Ghê lắm. Tôi tưởng bà này không có thật chứ. Mét xinh quá. Em mà bòn vòng tay em rộng lớn được, em có thể ôm hết. Em ôm hết. Anh xin em. Vậy anh xóa sao? Ba thơm lồm. Hello anh Hồng. Thôi em chỉ cần ôm một người thôi, em không sẽ không ôm nhiều đâu. Một người là được. Bé thổ nè đâu ta? TikTok quần quà hay ẩn bình luận ghê.
là không thèm em rồi.